Bạn đang muốn khởi tạo một kênh YouTube và đang đau đầu suy nghĩ rằng không biết đặt cái tên nào thì nghe nó thật ấn tượng, nghe nó thật kêu, nghe nó thật thu hút người xem. Hãy động não một chút để có thể tìm ra cho mình một cái tên thật sáng giá. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những thủ thuật, những kinh nghiệm và cách để bạn có thể đặt một cái tên kênh ấn tượng với người xem. Yếu tố đầu tiên, tên kênh của bạn phải ngắn. Tên kênh của bạn chỉ nên 1, 2 hoặc 3 âm tiết mà thôi, cùng lắm là 4. Đừng đặt những cái tên dài quá, bởi vì khi mà bạn đặt những tên dài quá thì nó rất là khó nhớ. Và khi mà người dùng tìm kiếm cái tên kênh của bạn trên công cụ tìm kiếm YouTube thì người ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ một số cái tên kênh ngắn như Ninh Đôn này, Giang Venus này, Sang Vlog này, Bà Tân Vlog này, Vanh Lét, những cái tên rất ngắn đúng không? Và rất là dễ nhớ. Yếu tố thứ hai, tên kênh của bạn phải dễ đọc. Đừng chọn cho mình những cái tên kênh mà nó chứa những ký tự khó phát âm hoặc khiến người dùng phát âm sai. Nếu làm như thế thì cái khả năng lan truyền thương hiệu của bạn sẽ giảm đi một nửa. Hãy chọn những cái tên viết sao thì đọc như vậy. Ví dụ như Gãy TV này, Ham TV, Tony TV, BB TV. Yếu tố thứ ba, tên kênh của bạn nên sử dụng những đuôi nguyên âm như là O, A, U, I, E. Khi sử dụng những cái nguyên âm này ở cuối thì sẽ khiến cho chúng ta mở khẩu hình và thanh quản, làm cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn, mạnh mẽ và cuốn hút hơn. Một số cái tên bạn sẽ thấy rằng là BB TV này, Pháp TV này, Ham TV hay Gãy TV thì những nguyên âm cuối là gì ạ? Nó là Y, rất dễ nhớ và rất dễ đọc đúng không? Một số những cái thương hiệu lớn thì họ luôn sử dụng cái bí quyết này để đặt tên. Ví dụ như là Yamaha, Toyota, Lazada, Zara, Tiki, Shopee. Yếu tố thứ tư, tên kênh của bạn phải còn tên miền. Tuyệt vời nhất là tên kênh của bạn khi đăng ký thì còn tên miền .com, .net, .vn hoặc .com.vn. Nếu không còn .com, .net thì ít nhất phải còn là .vn. Vì nếu bạn chọn một cái tên kênh ấy mà nó không còn tên miền ấy, thì khi mà bạn đăng ký tên miền, bạn sẽ phải thêm những cái tiền tố hoặc thêm những cái hậu tố vào đằng sau. Ví dụ như tên kênh của mình là Ninh Đôn thì khi đăng ký tên miền ninhdon.com vẫn tuyệt vời hơn là ninhdonyoutube.com, đúng không nào? Thời đại 4.0 rồi, tên kênh vô cùng quan trọng, đừng bỏ qua quy tắc này. Yếu tố tiếp theo là không sử dụng những cái tên kênh chung chung hoặc dập khuôn. Ví dụ như một số cái tên kênh như là Mẹo Viết Lách, Thích Đọc Sách, Những Sự Thật Về Phim. Những tên này rất chung chung và nó không mang sự mới mẻ, nó không mang sự độc đáo và không ấn tượng với người xem. Khán giả sẽ không chú ý đến những cái tên kênh như thế này, nó tạo ra sự nhàm chán. Yếu tố cuối cùng là tên kênh của bạn phải là duy nhất. Nếu bạn đã có cho mình một cái tên kênh rồi thì ngay lập tức hãy tìm cái tên kênh này ở trên YouTube. Và nếu như đã có những người khác đặt trùng tên kênh của bạn rồi thì chúng ta sẽ không sử dụng. Chắc hẳn là bạn không muốn rằng kênh của chúng ta bị nhầm lẫn với những kênh YouTube khác, đúng không nào? Và đó chính xác là những bí quyết để chúng ta có thể đặt một cái tên kênh ấn tượng và thu hút với người xem. Hãy kiểm tra lại tên kênh của bạn sẽ chứa những yếu tố nào mà mình vừa chia sẻ với bạn. Tên kênh của bạn là gì? Hãy chia sẻ xuống phía dưới nhá. Mình rất muốn biết cái điều đó. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp bạn trong các video kế tiếp.